Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị chia sẻ thông tin về công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2023 với sự tham dự của lãnh đạo các sở ngành và hơn 35 tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đà Nẵng đánh giá cao quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, coi đây là nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng và phát triển thành phố. Với sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức, thời gian qua, cuộc sống của người dân thành phố, đặc biệt là trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được cải thiện đáng kể. Tính đến tháng 8 năm 2023, có 94 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có địa bàn hoạt động tại Đà Nẵng. Giai đoạn 2019-2022, Đà Nẵng đã vận động tiếp nhận 191 khoản viện trợ với kinh phí cam kết hơn 384 tỷ đồng và đã giải ngân đạt 65%. Tính từ đầu năm đến nay, đã vận động tiếp nhận 26 khoản viện trợ với tổng kinh phí cam kết hơn 181 tỷ đồng. Riêng trong phòng chống COVID-19 đã nhận ủng hộ hơn 7,3 tỷ đồng. Giai đoạn 2023-2025, Đà Nẵng tiếp tục vận động viện trợ, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên là y tế, giáo dục, đào tạo nghề và hướng nghiệp, giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai.